Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua full carbon đến từ thương hiệu Sava, một cái thương hiệu mà nó rất là nổi tiếng của Đức. Và các bác chơi xe thì cũng rất là quen thuộc với cái hiệu xe này, hiệu xe Sava mang model high speed. Thì chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em mức giá chỉ là 13.800.000. Các bác đã được một chiếc xe đua khung carbon rất là nhẹ, vành nhôm cao bản và bộ chuyển động cũng nó cũng tương đối là tốt của Shimano rồi, bộ Shimano Soza, bánh 700c khung nhôm, khung carbon, thiết kế khí động học, cảm gió. Về tổng thể ngoại hình của chiếc xe thì các bác nhìn trên hình đây, nó còn cái độ mới cũng tương đối là tốt, do là đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó chỉ xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm này thôi, nó không thể tránh khỏi đâu. Còn về tổng thể thì các bác tự đánh giá trên hình, còn rất là tốt, nước sơn các thứ cũng rất là mới này, từ đùi đạp đến bộ xích líp, chủ cũ họ đi cũng rất là ít nên là giữ gìn được cái chiếc xe nó còn khá là mới. Đùi trục rỗng, đủ trục rỗng này, và sử dụng bộ chuyển động Shimano Soza. Với cái mức giá mà 13.800.000 em đang bán thì với cái bộ chuyển động Soza này nó cũng tương đối là tốt, nó cũng là cận cao cấp của dòng Shimano. Bánh nhôm cao bản Sava nguyên bản hết, từ những cái chi tiết ni lông của Ford cọc yên này, cọc yên là carbon này, ni lông của Ford nguyên bản hết Sava này, từ những cái cồn bát này vẫn là nguyên zin, mốc Michelin của Đức, mây cuối lỗ, mây đi vòng cuối lỗ, da mỏng. Thế là phần ghi đông của chiếc xe thì chiếc xe đã được trang bị bộ tay lắc của Soza, tương đối là ngon rồi. Bây giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, 52 cm, khóa yên từ tâm trục cốt cũng là 52 cm. Xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m67-68, 1m77-78. Bộ chuyển động Soga với 9 tầng lít và 2 tầng đĩa, xe có 18 tốc độ khác nhau. Và thì các giá bán của chiếc xe em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ là 13.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác để em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.